Chào cả nhà yêu, chúc cả nhà có một buổi sáng thật vui vẻ và an lành hạnh phúc nha. Chào em chủ. Em chủ gì phải không? Em chủ ngục. Em đâu có là chủ cái gì đâu cả nhà ơi. Để cho bà con vào đông một lần, cái chào thêm lần thứ ba nữa, cái bắt đầu vào câu chuyện nha. Thọ Nhân mến chào tất cả toàn thể bà con, cô bác, anh chị trong và ngoài nước có thật nhiều sức khỏe, thanh tâm luôn luôn an lạc và bình an. Hôm nay á, cảm ơn Út em, anh Út em đến với cái chương trình trên cái đường live của Thọ Nhân á. Thọ Nhân sẽ chia sẻ về vấn đề mà luyến ái và cắt luyến ái, và giống như mà cái gọi là sóng gió trong gia đạo, sóng gió gia tộc của gia đạo của thầy Thích Minh Tuệ. Và cái câu chuyện ngày hôm nay mà tất cả quý vị cũng luôn cần để theo dõi sát sao về vấn đề này, để tránh khỏi cái sự phiền phức. Và mình cũng là người đã bị một cái người ta lợi dụng đó quý vị. Người chuyên nghĩa thấy lúc nào cũng được. Em cảm ơn. Thứ nhất là họ lợi dụng về cái câu chuyện yêu mến, yêu thích thầy Thích Minh Tuệ, thì họ lợi dụng trong cái hội nhóm đó kêu gọi từ thiện nè, hay là lập nhóm với nhau để lừa gạt người khác, mượn tiền bạc nhân dân, nhận dân. Lấy hai cái từ lợi dụng Minh Tuệ, một số loại người đi lừa gạt phụ nữ, đi lừa gạt cả tiền lẫn tình. Và cái câu chuyện của thầy Thích Minh Tuệ lợi dụng những người ta yêu mến, thì nó gọi là trong cái nhóm đó, yêu thích đó, thì Thọ Nhân sẽ chia sẻ ở đây để cho tất cả quý vị bằng hữu gần xa nghe những lời nói của Thọ Nhân. Và luôn luôn mình cảnh giác một cái điều này, và đã có xảy ra rồi, và cũng đã chuẩn bị, thì Thọ Nhân chia sẻ với tất cả toàn thể quý vị. Trước tiên đi vào cái câu chuyện này, chị chào em gái Tú Nga và nhiều cái câu chuyện liên quan của tất cả các sầm sư. Và cái câu chuyện hôm nay nhiều câu chuyện cũng hay lắm. Hôm nay một cái tin rất là động trời. Một cái tin này nó thật quý vị nha, ai nghe, nhất là những cái Phật tử nữ, mà cái người mà gọi là Phật tử mà phanh cứng của Pháp Hòa đó, báo nghe một tin cực kỳ nóng luôn. Thầy Thích Pháp Hòa tuyên bố và lên tiếng không thiết pháp vĩnh viễn, nghỉ thiết pháp vĩnh viễn luôn. Và cái câu chuyện động trời thứ hai nữa, một mạnh thường quân rất là giàu có xây cho giống như cắt một cái am, cái chòi, cái chùa vậy đó cho Thích Nhận Đức. Ghê chưa, chỗ những cái câu chuyện này nó ly kỳ, nó hấp dẫn lắm cả nhà ơi. Trước tiên đi vào những cái câu chuyện này, xin thưa toàn thể quý vị, ai có nghe âm thanh ánh sáng rõ chưa, có nghe rõ âm thanh và ánh sáng trên cái đường live của Thọ Nhân có sáng hay không? Hai cái này nó cần thiết và quan trọng để cho trên cái phiên live, nếu ổn định thì quý vị hãy cho Thọ Nhân xin một cái tín hiệu chữ ok và số 1. Ok, cảm ơn Tú Nga nha. Quý vị nè, trước tiên thì Thọ Nhân xin gửi đến quý vị một cái câu chuyện. Trước là cái câu chuyện lợi dụng sự yêu mến thầy Thích Minh Tuệ để họ làm ra những chuyện động trời ở trên mạng xã hội này nè, và nói có sách mách có chứng. Em chào anh Chinh Chiến. Quý vị biết không, từ khi có ngài Thích Minh Tuệ đã xuất hiện ở trên cái xã hội này, giống như ở trần gian này, thì lại có một cái nhóm lợi dụng để yêu mến thầy Thích Minh Tuệ để lập ra một cái hội nhóm gọi là nhóm yêu thầy, nhóm chống đối lũ sầm tăng nhân dân dạng nhân. Có rất nhiều hội nhóm
Để mục đích gì? Họ lừa gạt với nhau, lấy cái nhãn mát của thầy Thích Minh Tuệ. Mình đừng có nói chi cái lợi ích của gia đình của họ, nhưng mà cái lợi ích từ cái người ngoài nè. Tại vì quý vị biết không, ví dụ như em, em lên em bảo vệ thầy Thích Minh Tuệ thì bà con của bác ai cũng thích hết trơn á. Tại vì một fan mà. Từ cái quý mến đó, mình nói lên những cái sự thật, thì bắt đầu một số người họ kéo mình về, kêu chờ anh mà qua nhóm đi, chờ bên đây cũng mình bảo vệ hộ pháp cho thầy Thích Minh Tuệ, vân 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 vân. Nhưng cái cuối cùng đi vào trong cái hội nhóm thì một cái số người họ lợi dụng lẫn nhau, lợi dụng yêu đương nè, rồi lợi dụng cái gì xây ra cho một cái nền tảng gọi là mình là cái người yêu chánh pháp đó quý vị, gọi là xây ra mình là người yêu chánh pháp, lừa người này lừa tình và lẫn tiền. Một cái thằng đó không biết từ đâu rơi xuống, một cái con đó không biết từ đâu rơi xuống, vô nó lợi dụng yêu mến thầy Thích Minh Tuệ mà đứng ra mình nói vậy nè: chị có tiền không, anh có tiền không, cho mượn vài triệu. Hoặc giả như hôm nay mình đó nghe, mình đi làm từ thiện ở làng A làng B gì đó, làng nũ làng nẻo gì đó, để chuẩn bị để đi kêu gọi từ thiện, thì tất cả bà con cô bác hãy đóng góp, anh chị trong hội nhóm mình đó, người bỏ ra nhiêu có nhiêu. Quý vị ơi, đó là hình thức để lợi dụng, lợi dụng để binh vực, chứ cái tụi đó nó có binh vực gì đâu. Nó đi hai hàng, ai tốt thuận nó thuận, nghịch nó nghịch, để đi theo cái trend. Cho nên bà con cô bác anh chị ở trên cộng đồng á, hãy nhìn nhận và nhận xét lại. Khi mình, vấn đề là không phải là mình bảo vệ, mình là không phải là một cái thế lực nào mà lớn cả, mình mà bảo vệ được ai mà không phải bảo vệ được thầy. Nhưng mà mình nói về cái công lý và cái sự thật, mình nói vào trong cái vấn đề sự thật, gọi là truyền thông. Truyền thông anh phải làm thật, anh phải nói thật, nhưng mà anh phải công bằng công tâm, không đi theo định hướng của dư luận, không đi theo định hướng của dư luận. Ví dụ như dư luận ngày hôm nay bùng nổ lên một cái việc nó vậy đó, nhưng mà mình suy nghĩ cái tư duy riêng của mình, cái này thấy nó cũng đâu có hay, đâu có đúng đâu đó, thì mình đừng có bao giờ đi theo cái định hướng của dư luận mà có số đông. Tại vì có số đông á, đa số là họ đi theo một cái định hướng đó, để họ tìm một cái cách nào đó để họ vào lập ra cái hội nhóm đi lừa đảo. Quý vị thấy nha, để Thọ Nhân kể dạch nó cho toàn thể tất cả bà con cô bác anh chị trên đường like của Thọ Nhân nghe. Giống như cái câu chuyện của chị Phương Hằng đi, thì có nhiều người họ vào họ lợi dụng, họ mến mộ ái mộ tùm lum la trơn, rồi cũng lập hội nhóm yêu mến chị Hằng, yêu nhóm chính nghĩa vân vân, rồi bắt đầu nó lừa nó đá lẫn nhau. Cái thứ hai, bắt đầu có sự xuất hiện của thầy Thích Minh Tuệ. Quý vị thấy không, từ khi thầy Thích Minh Tuệ xuất hiện tới giờ thì biết bao nhiêu cái hội nhóm để lừa đảo lẫn nhau. Quý vị biết thấy mà, đi lên trên cộng đồng không, nói nó binh thầy mà chửi, nói chung là chửi khủng khiếp lắm, chửi những lời nó ghê gớm lắm. Còn mình là mình phê phán, tôi chỉ chửi cái bọn sầm sư thôi. Tại vì cái chuyện đó tôi chửi thôi, nhưng mà nói chứ đối với Thọ Nhân, nói cái chửi của Thọ Nhân không bằng chút xíu của người ta nữa. Nhưng mà Thọ Nhân không có hội nhóm, Thọ Nhân đứng solo để Thọ Nhân nói thôi. Bắt đầu lợi dụng đó nha, bắt đầu yêu đương. Có nhiều thằng á, nó lợi dụng đó quý vị, nó yêu nó nói là thầy Thích Minh Tuệ là người đưa đẩy đến chúng ta để gặp với nhau, đó là nhân duyên thiện duyên. Mấy cái thằng đó, em xin thưa, em xin lỗi quý vị nha, nãy em vừa nói em chửi đó, nhưng mà giờ em chửi, em nói một câu này: sao mấy anh xạo quá. Tôi dùng cái từ xạo thì nó chưa có đủ cái tầm để xứng đáng, gọi là xạo mà gọi là xạo chó đó, xạo mà xạo chó đó quý vị. Quý vị biết không, nó lợi dụng cái nhãn mác nó yêu thích thầy Thích Minh Tuệ, nó nói tại vì thấy em nói thầy Thích Minh Tuệ anh thích, anh yêu, anh thương, có tâm không phải. Nó lợi dụng. Một khi nó ngồi nó yêu ở trên cái trong cái phòng đó, nó yêu chừng 3-4 con trên cái phòng đó, trong cái phòng live nha, nó yêu 3-4 con đó, ở trên đó đó. Bắt đầu nó lợi dụng, nó đía con này cái nó đi, nó lợi dụng nè, để nó dụ người ta để đi chơi với nó, để nó quan hệ tình dục. Hoặc giả như nó được á thì thôi, không được nên nó nói xấu người ta.
cái loại của những cái loại đàn ông đó đó đem vứt ra ngoài xã hội để bầm cho cá tra ăn đi. Cái thứ cái loại đàn ông đó đó quý vị, đừng có bao giờ xuất hiện trước mặt ở trên cái xã hội này. Núp cái mặt xuống đi. Cái đường like nào nó cũng thấy, thể nó thấy gái là nó nhào vô. Cái này là tôi nói nha. Còn ai mà có tự ái tự chủ thì tự nhột nha. Nó xạo lắm. Thậm chí nó đi ngủ với gái, nó muốn chinh phục mình á, cái đi đi khoe. Nhưng như nó thể hiện nó là rồ bé sa nồ vậy đó. Rồ đó. Trời ơi, nhỏ cái anh quen rồi, anh chơi rồi, để nó lấy lòng mình. Có những cái con phụ nữ á, điên loạn ngu á, mới đến với những cái loại đàn ông. Đàn ông vừa gặp phụ nữ cứ tùm tướp là cái loại đàn ông đó, loại đàn ông mất dạy mà. Cái loại nó tùm tướp thì mình không nói, mà nó dùng cái nhãn mác thầy Thích Minh Tuệ đưa ta đến đây. Như vậy mình mới nói, mình mới tức mà nói. Còn nhiều thằng nó lên nó làm bộ á, nó đú trên thầy Thích Minh Tuệ, nó đứng lên nó bảo vệ, nó chửi bận sầm tăng, thì bà con của bác nghĩ là nó là thằng tốt. Nhưng thật sự đó là những thằng bẩn thỉu nhất xã hội. Nó lấy cái danh cái nhãn mác của người khác để nó làm gì? Để nó làm cái công cụ để nó đi kiếm tiền, đi lừa đảo. Một cái thằng á, nó vô danh tiểu tốt, chúng ta không biết nó ở đâu chứ. Cho nên chị em phụ nữ nên nhớ nè, đừng bao giờ tin những cái thứ người mà nói chuyện những cái sự thật không có. Mình phải dùng cái trí, cái tâm để mình cảm nhận lại người đó. Em thì chắc chắn về ai mà lừa em. Em nói thẳng, em nói tuyên bố với tất cả quý vị một câu, một câu thôi. Thợ nhân không bao giờ bè phái nhóm hội nhóm gì với ai chứ. Chơi solo, không bao giờ mà mắc lừa hay là bị lừa gì tất cả trên cộng đồng mạng hết cả. Thợ nhân tuyên bố một câu như vậy. Tại vì sao? Mình không có bạn bè ở trên mạng. Ví dụ như anh em, mình thấy người nào thân thương quá, thân thương mà nhiều năm cơ, chứ không phải bữa trước bữa sau là mình gặp hay là mình nói chuyện với nhau đâu. Bọn xã hội dơ là vậy đó. Nó lợi dụng cái hình ảnh đó bà con cô bác anh chị. Đây là những lời em báo để cảnh tỉnh để bà con. Ví dụ như thợ nhân như thế này. Ví dụ là nó trời ơi em thiếu gì người, chị ơi chị kêu gọi từ thiện đi, chị kêu gọi đi. Em nói thật với quý vị, sau này quý vị mà có nghe ai mà nói thợ nhân mà kêu gọi từ thiện thì no, không bao giờ có tiếng đó nha quý vị. Kêu gọi từ thiện cái gì mà kêu gọi từ thiện? Mình không phải là thánh nhân, mình không phải là Chúa Trời, mình không phải là Đức Giêsu để mình cứu khổ được chúng sanh. Mình không là ai hết cả. Tất cả những thứ gì Thượng Đế còn không làm được thì mình là phàm phu tục tử, mình không làm được điều đó. Đó là những người họ kêu gọi, họ gắn cái nhãn mác, họ tạo cho họ một cái tên tuổi cho rằng cái bậc cấp bậc từ thiện, từ bi. Cái từ bi với từ thiện thật tâm của một người đó làm, tôi đố quý vị nhìn thấy được không? Thấy đâu. Bố thí ba la mật cho người ta hiểu là được rồi, không cần thiết phải mà bỏ ra. Bây giờ tôi nói quý vị, cái người đó họ đói quá, quý vị lại cho người ta hộp cơm đi, người ta không có giải được cái khổ, người ta giải được cái bụng đói trong cái thời điểm đó thôi. Những người mà chừng nào không ai kêu gọi từ thiện sẽ dính vào chuyện đúng, đừng có dính vào về vấn đề mà tiền bạc đó. Quý vị nghĩ đi, nội mà cái người ở ngoài xã hội thôi, họ lợi dụng cái nhãn mác của thầy thôi, tại vì ai cũng yêu mến thầy hết. Nói cái gì mà liên quan đến thầy, ai cũng, người ta không có nghĩ gì 500 hàng triệu đó. Cái gì mà làm tốt và lợi cho thầy là người ta sẽ sẵn sàng. Từ cái sẵn sàng, cái lòng từ bi của tất cả những fan hâm mộ, những người yêu mến thầy, thì rơi vào trong những cái tình huống đó. Thật sự không làm cho thầy, mà nó về nó phục vụ cho cá nhân của chúng nó. Nó ăn, nó chơi, nó lợi dụng, nó lừa gạt được ai, nó mừng lắm, nó thỏa thích. Nó về nó ăn, nó đã lắm, rồi nó lên, nó chơi bay. Còn khi người ta tố giác nó thì nó lên, nó chặn nít người ta. Em chào bà Ốc nha. Dạ em chào anh Châu. Nó chặn người này, nó chặn người kia, nó chặn người nọ. Đi lên, nó làm bộ, nó ngồi trong hội nhóm giống như nó từ bi lắm á, nó từ thiện lắm á. Mà quý vị nghĩ đi,
một cái con người từ thiện á, mà từ ra làm trong túi tiền của mình thôi, chứ mình đừng có nói làm trong túi tiền của người ta mà mình dùng cái từ là từ thiện. Cái đó là mấy thằng đó nó phách cả chớn xào, không có đúng. Nói chuyện thật sự là không đúng. Bởi vì có công nhận trong những cái tình huống đó, cả chớn từ thiện, tiền túi mình bỏ ra mình làm, đúng không? Đừng có kêu gọi từ thiện người làm mèo. Tôi là người phải công khai tài chính, tôi là người phải. Nếu mình đủ sức, mình đủ điều kiện, mình có, mình giàu, không có kêu gọi cá nhân nào. Ví dụ như tôi với anh với chị là bạn, anh nói Thợ Nhân ơi, bữa nay đi cứu trợ cho làng nũ. Bạn thân quá mà, không lẽ tôi mở miệng nào tôi nói cái từ từ chối. Nhưng mà tôi cho thì tôi rất là khó chịu, mà tôi không cho thì họ cho nói tôi là người keo kiệt hay là như thế này. Nó nằm ở giữa cái chặng đường mà giống như làm cho tôi rất là khó xử. Mà tôi nói không á thì tôi sợ mất lòng bạn bè. Mà tôi nói tôi không có tiền á thì quý vị sẽ không tin điều đó. Nó khó lắm, cho nên cái kêu gọi từ thiện nó rất là nhạy cảm. Những người họ hiểu họ không kêu gọi từ thiện, có nhiều làm nhiều. Có nhiều cái con người họ làm bộ họ ảnh hưởng cái tên tuổi trên cộng đồng. Ví dụ như luật sư nè nha. Và những luật sư mà gọi là luật sư nổi tiếng rồi đó, hay là một ông thầy chùa nào đó, quý vị thấy những người kêu gọi từ thiện cỡ như anh chị sao dám kêu gọi từ thiện. Những người ảnh hưởng tới xã hội là bắt đầu nó kiếm chuyện, nó kêu gọi từ thiện. Ví dụ như ông ca sĩ này, bà nghệ sĩ kia, hay hoặc giả như cỡ như chị Hằng đồ này kia đó, mấy người đó mới kêu gọi từ thiện mới có nhiều tiền. Còn như trời ơi, như cỡ các anh chị bà Thợ Nhân ngồi đã dễ gì, bạn bè với nhau chung nhóm hùng nhau đi làm từ thiện thì ok, còn kêu gọi rộng rãi thì tiêu tốn. Đúng rồi, con người đừng ai nói tôi là người tốt hết trơn. Bản thân của Thợ Nhân chưa bao giờ khẳng định mình là người tử tế, và tất cả các anh chị hiểu Thợ Nhân không dám nói người tốt. Cái người tốt là người như thế nào? Cái người sống tử tế một chút là được rồi, còn nói tôi làm vì mình. Quý vị nghĩ đi, cái tờ giấy 500.000, cái tờ giấy 20.000, quý vị chọn cái tờ nào? Tôi nghĩ chắc chắn rằng ai cũng chọn cái tờ 500, chứ không bao giờ ai chọn cái tờ 20. Vì cái tờ 20 đó không ai nhỏ, không ai chọn, họ chọn cái lớn để họ có cái gì, họ có cái lợi. Còn mình làm á là mình vì mình chứ không vì chúng sanh. Mình làm không vì mình là trời tru đất diệt, đó là trong cái luật. Nhưng mà đó là gọi là ảo mị đó. Ảo mị xây dựng cho mình gì? Để xây dựng cho mình một cái tên, tôi gọi là xây dựng cho một cái tượng đài cho chính bản thân mình. Tự mình xây cái tượng đài của mình. Rồi người ta nói, trời ơi cái chị đó chỉ làm từ thiện quá nhiều. Quý vị thấy không? Bao nhiêu con người đi làm từ thiện ở xã hội này, có ai nghèo không? Toàn là người mới đầu nghèo nha, kêu gọi từ thiện riết là giàu luôn. Cái người nghèo thì họ không giàu, mà cái người đi kêu gọi đi giúp cho người nghèo, mà lại cái người đó là giàu hơn cái người nghèo. Giúp bao nhiêu giúp mà cái người nghèo mãi mãi không thoát nghèo, mà toàn là mấy bà thoát nghèo không à, chứ còn cái người nghèo nó không có thoát nghèo. Ông thầy chùa cũng chưa chắc ăn. Đúng rồi, đừng nói ông thầy chùa chứ, bất cứ ai cũng vậy, chưa bao giờ chắc ăn. Đừng có nói chi những cái lời ma mị đó, những cái kêu gọi đó, thao túng lợi dụng một cái tình bạn, lợi dụng cái tình thương, lợi dụng sự yêu mến, lợi dụng sự ái mộ của tất cả mọi người. Thì bắt đầu họ toan tính trong đầu là họ có cái lợi ích rồi. Ví dụ như một cái lượng manh, mình trở thành một idol đi. Mình nói thí dụ, mình trở thành Thợ Nhân đã chơi cái TikTok này là trước cái mùa dịch. Lúc năm chơi là năm 2019, là hơn 4 năm rồi. Thì đối với Thợ Nhân luôn luôn, ngày nào ví dụ như có việc thì không có lên TikTok thôi. Thợ Nhân thường xuyên xuất hiện trên cái diễn đàn của mình, nhưng chưa bao giờ bạn bè gì của ai. Và Thợ Nhân thấy rất nhiều rồi. Hồi trước á, cũng có một người lợi dụng cái tiếng nói của Thợ Nhân kêu mình giúp cho điều này được. Đang nói chuyện á, ủng hộ mình á, sao cái chị có tiền không cho em mượn đỡ 3 triệu đóng hụi đi. Mình nói liền, chị không biết em là ai, sao mà em lại mượn tiền chị. Đó là lần thứ nhất, lần đầu tiên Thợ Nhân lên like. Lần thứ hai nữa, cái ông nào ở đâu đó, không biết ở trên trời dưới đất nào, ông nói là nhà ông rất là nghèo, nhờ đi lên để nói cho cộng đồng để giúp cho ông. Mình đã nói ngay từ nãy không, tôi không làm điều này. Lần thứ ba nữa, có người cũng lợi dụng ủng hộ Thợ Nhân, rồi kêu Thợ Nhân làm này, kêu Thợ Nhân làm kia. Mình nói là tôi làm theo con người của tôi và lý trí của tôi, chứ tôi không muốn cái sự dẫn dắt của bất cứ người nào chứ.
rất là nhiều thành phần, còn rất nhiều nữa nhưng Thọ Nhân không muốn nói nhiều, chỉ nói sơ.